Các học sinh thân mến, trong chương 2 về nitơ phốt pho, chúng ta đã giải quyết tốt bài toán của axit nitric. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu và chinh phục các dạng toán của axit phosphoric. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Trước hết chúng ta sẽ khảo sát cơ sở đặc điểm của phản ứng của axit phosphoric, thí dụ với bazơ NaOH như sau. Ở phản thứ nhất xảy ra với tỷ lệ mol 1:1. Khi đó, 1 OH- sẽ trung hòa 1 H+ trong H3B4 để tạo ra muối thế một lần natri dihydrophosphate ứng với gốc H2B4 1-. Ở phần thứ hai xảy ra với tỷ lệ mol 1:2. Khi đó, 2 mol OH- sẽ trung hòa 2 mol hydro trong axit phosphoric để tạo ra muối thế hai lần natri hydrophosphate ứng với gốc HBO4 2 trừ. Ở phần thứ ba xảy ra với tỷ lệ mol 1:3. Khi đó 3 mol OH- trung hòa vừa đủ 3 mol H+ trong H3B4 nên tạo ra muối trung tính hay là muối thế 3 lần natri phosphate. Như vậy ta thấy việc tạo ra sản phẩm nào tùy theo tỷ lệ mol của axit và bazơ, cụ thể là dạng OH-. Do đó, để biết sản phẩm, ta có thể khảo sát tỷ lệ mol của OH- và mol của axit phosphoric. Do xảy ra 3 lần phản ứng nên tỷ lệ khảo sát có 3 giá trị đặc biệt là 1, 2 và 3. Ứng với T bằng 1, phản ứng vừa đủ để tạo ra muối thế một lần. Ứng với T bằng 2, phản ứng cũng vừa đủ để tạo ra muối thế hai lần. Ứng với T bằng 3, phản ứng vừa đủ để tạo ra muối thế 3 lần. Khi T bé hơn 1, tức là lượng OH- ít, lượng axit phosphoric nhiều, nên sản phẩm sinh ra có axit phosphoric dư và chỉ xảy ra việc thế một lần, tạo ra muối dihydrophosphate. Với T lớn hơn 3, ứng với lượng OH- nhiều, axit phosphoric ít, nên sản phẩm sẽ có bazơ dư, OH- dư và muối chỉ là muối trung hòa. Do bazơ dư nên không thể có việc tạo ra muối axit. Theo bản khảo sát như trên, ta thấy có vẻ có quá nhiều trường hợp sản phẩm với phản ứng này. Tuy nhiên, quan sát chi tiết với các trường hợp trên, ta có thể đưa ra đặc điểm sản phẩm như sau. Nhóm sản phẩm thứ nhất, ứng với T bé hơn 3 hay là mol OH- bé hơn 3 lần mol axit phosphoric. Khi đó, sản phẩm luôn luôn có muối axit, tức là có ion H+. Do đó, các ion trong dung dịch sẽ có gồm ion H+, ion B4 3- và ion kim loại, thí dụ như Na+. Như vậy, ta đã đi nhóm sản phẩm thứ nhất ứng với một khoảng T bé hơn 3. Nhóm sản phẩm thứ hai khi T lớn hơn 3, tức là mol OH- lớn hơn 3 lần mol H3B4, khi đó bazơ dư, nên các ion trong dung dịch thu được có ion OH-, ion B4 3- và ion dương kim loại. Trong hai nhóm sản phẩm này thì nhóm sản phẩm thứ nhất có nhiều khả năng sinh ra hơn trong các bài toán, tại vì xảy ra ứng với một khoảng rộng T bé hơn 3. Và khi lưu ý, nếu đề bài nói tạo ra hỗn hợp nhiều muối thì việc tạo ra hỗn hợp nhiều muối luôn luôn, đó là trường hợp thứ nhất có ion H+ trong dung dịch. Còn với trường hợp T lớn hơn 3 thì không thể tạo ra nhiều muối, lúc bây giờ ta chỉ có một muối trung hòa. Dựa trên những cơ sở khảo sát này, chúng ta sẽ dễ dàng để giải quyết các bài toán tương ứng. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với dạng thứ nhất. Dạng thứ nhất của bài toán này là đề bài sẽ cho ta biết số mol của axit phosphoric và số mol của bazơ hay số mol của ion OH-. Từ đó yêu cầu tính số liệu về muối sinh ra. Chúng ta bắt đầu với câu thứ nhất. Cho 200ml dung dịch H3B4 1M vào 500ml dung dịch cao H1M.
Muối tạo thành và khối lượng tương ứng khi kết thúc các phản ứng là. Về số liệu của bài toán, ta thấy tính được mol của axit, tính được mol của baza. Từ đó nhanh chóng lập được tỷ lệ T là mol của OH- trên mol axit. Ta ra giá trị T là 2,5 nằm giữa 2 và 3. Như vậy, phản ứng sẽ tạo ra muối thế 2 lần K2HBO4 và muối thế 3 lần K3BO4. Bài này có những cách giải như sau. Cách thứ nhất, quan sát thấy giá trị T bằng 2,5 nằm ngay chính giữa 2 và 3. Do đó, mol muối thế 1 lần sẽ bằng mol muối thế 2 lần. Dùng bảo toàn phốt pho, nhanh chóng ta có mol phốt pho trong muối thứ nhất là ít, mol phốt pho trong muối thứ hai là y, nên tổng mol hai muối là ít cộng y chính là tổng mol phốt pho bằng 0,2. Vừa phân tích ở trên, giá trị T 2,5 là trung bình cộng của 2 và 3. Do vậy muối thế 2 lần và muối thế 3 lần bằng nhau về mol, nên ta kết luận ít bằng y bằng 0,1. Sau khi biết mol muối, ta nhanh chóng ra được khối lượng của muối bằng cách lấy số mol nhân m lớn tương ứng. Muối thứ nhất với K2 78 và gốc HBO4 là 96. Muối thứ hai với 3 kali là 39 nhân 3 và gốc BO4 là 95. Ta được các kết quả tương ứng ở đáp án A. Cách thứ hai để giải bài toán, do có giá trị trung bình nằm giữa hai giá trị nên ta có thể dùng công thức tính số mol của chất có giá trị nhỏ hơn hay chất có số bé hơn, tức là mol của chất tương ứng có số 2 là muối thế 2 lần mol của K2HBO4. Bài toán là lấy giá trị lớn 3 trừ giá trị trung bình 2,5 chia lệch giữa số lớn 3 và số bé là 2 nhân tổng mol hai chất là 0,2. Ta được kết quả mol của K2HBO4 là 0,1. Do đó mol của muối thứ hai K3BO4 cũng là 0,1. Cách giải thứ ba, khi tạo ra hai muối cần tìm mol với giá trị xy và ta đang có hai số liệu là mol của axit phosphoric tương ứng với mol phosphor và mol của KOH tương ứng với mol của kali. Ta có thể lập hệ theo hai giá trị này. Cụ thể, mol phosphor là x cộng y bằng 0,2 và mol kali trong hai muối. Muối thứ nhất x mol có 2 kali nên mol kali là 2x. Muối thứ hai y mol có 3 kali nên mol kali là 3y và tổng mol kali là 0,5. Giải hệ này ta cũng được x bằng y và bằng 0,1. Cách giải thứ tư là cách giải dùng bảo toàn điện tích cho dung dịch sau phản ứng. Dung dịch sau phản ứng sẽ có ion K cộng, có H cộng, có BO4 3 trừ. Ion K cộng có số mol như ban đầu là 0,5. Ion BO4 3 trừ có số mol cũng như ban đầu là mol là 0,2. Như vậy, tới đây ta có thể dùng bảo toàn điện tích để tìm ra mol của ion H cộng. Mol giá trị điện tích âm là 0,2 nhân 3 là 0,6, trong khi K cộng là 0,5. Như vậy mol ion H cộng sẽ là 0,1. Khi biết H cộng 0,1 thì dĩ nhiên muối K2HBO4 cũng sẽ là 0,1, tức x bằng 0,1 và do đó y cũng bằng 0,1. Hoặc là ta sẽ tính khối lượng của các ion có trong dung dịch sau phản ứng, đó là khối lượng của các muối. Khối lượng của kali là 0,5 nhân 39 cho được kết quả 19,5 gram. Khối lượng của hydro hay là H cộng cũng là 0,1 gram. Khối lượng của gốc BO4 lấy 0,2 nhân 95 ta được kết quả 19 gram. Tổng khối lượng của 3 ion này là 38,6 gram, tương ứng với khối lượng của các muối có trong dung dịch sau phản ứng. Quan sát
tổng khối lượng các muối trong dung dịch sau phản ứng chỉ có đáp án A thỏa mãn với muối thứ nhất 17,4, muối thứ hai 21,2 thì tổng khối lượng sẽ là 38,6, thỏa mãn với đề bài. Cách giải thứ 5 của bài toán này như sau. Thực chất của bài toán là phản ứng trung hòa giữa H cộng và OH trừ, nên cách 5 sẽ giải vào sự trung hòa của hai dòng này. Với số liệu H3B4 là 0,2, như vậy tổng mol H cộng sẽ là 0,6, trong khi mol OH trừ là 0,5, nên chắc chắn dung dịch sau phản ứng phải có H cộng còn dư là 0,1 mol. Ion K cộng vẫn còn như ban đầu là 0,5, ion BO4 vẫn còn như ban đầu là 0,2. Và sau khi biết mol các ion, ta cũng tính ra khối lượng tương ứng. Ta được tổng khối lượng của ba ion này là 38,6 gram và chỉ có đáp án A thỏa mãn. Trên đây thầy vừa giới thiệu xong 5 cách để giải bài toán của axit phosphoric với dung dịch bazơ cao H khi biết số mol của axit và biết số mol của bazơ. Các bài toán tiếp theo sau này tùy vào trường hợp cụ thể mà ta sẽ dùng cách thích hợp để việc giải được nhanh chóng hơn. Bây giờ ta tiếp tục sang câu thứ hai. Câu số 2. Trộn lẫn 100ml dung dịch KOH 1,2m với 80ml dung dịch H3B4 1,5m được dung dịch X. Nồng độ mol trên lít của muối tan có trong dung dịch X là bao nhiêu? Đầu tiên ta nhanh chóng đổi ra số mol của axit cũng như số mol của bazơ đều là 0,12, nên dễ thấy tỷ lệ T bằng 1. Như vậy sẽ tạo ra muối thế một lần KH2BO4 có số mol được tính theo bảo toàn kali hay bảo toàn phosphor đều là 0,12 mol. Như vậy nồng độ của muối này lấy số mol 0,12 chia tổng thể tích 0,1 cộng 0,08, ta được 0,66m ở đáp án A. Ta tiếp tục ở câu thứ 3. Cho 100ml dung dịch H3BO4 1,5m tác dụng với 100ml dung dịch NaOH 2,5m, khối lượng muối tạo thành và nồng độ mol trên lít của dung dịch tạo thành sau phản ứng là. Về số liệu ta có mol của axit và mol của bazơ. Do đề bài yêu cầu tính chi tiết số liệu về các muối tạo thành, nên cách giải thích hợp là sẽ dựa vào tỷ lệ T để biết các muối và tìm ra số liệu về các muối. Cụ thể, tỷ lệ T sẽ là 0,25 trên 0,15 là 5/3, tương ứng 1,66. Giá trị này lớn hơn 1, bé hơn 2, nên phản ứng tạo ra muối thế một lần NaH2BO4 và muối thế hai lần Na2HBO4. Ta đặt số mol tương ứng là X và Y. Như vậy ta sẽ lập ra hệ phương trình theo bảo toàn natri và bảo toàn phosphor. Phương trình thứ nhất theo bảo toàn phosphor, X cộng Y bằng mol phosphor ban đầu 0,15. Phương trình thứ hai theo bảo toàn natri, chất thứ nhất X mol có 1 natri nên natri là mol natri là X. Chất thứ hai Y mol có 2 natri nên mol natri là 2Y, bằng tổng mol natri ban đầu trong NaOH là 0,25. Giải hệ này cho được X bằng 0,05 và Y bằng 0,1. Từ đó nhanh chóng tính được khối lượng của các muối là 6 gram và 14,2 gram. Và tương ứng ta cũng có thể tính được nồng độ của các muối tương ứng 0,25m và 0,5m. Do đó đáp án A được chọn. Chúng ta tiếp tục bài toán ở dạng thứ hai. Dạng thứ hai là dạng mà sẽ cho chất rắn B2O5 vào dung dịch bazơ. Đề bài cho biết số mol của B2O5 và số mol của ion OH trừ, yêu cầu tính số liệu về muối sinh ra. B2O5 khi cho vào dung dịch, chúng sẽ chuyển thành H3BO4 và thực chất cũng sẽ là H3BO4 tác dụng với ion OH trừ,
ta chỉ có nhiệm vụ chuyển đổi mol từ mol của B2O5 sang mol của H3B4 theo bảo toàn phosphor. Cụ thể, ta sẽ khảo sát các bài tập tiếp theo như sau. Câu số 4. Cho 2,13 g B2O5 tác dụng với 80 ml dung dịch NaH1m. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch ít chứa m gam muối. Giá trị của m là. Đầu tiên, ta sẽ đổi ra mol của các chất ban đầu đề bài cho như sau. Mol của B2O5 là 0,015. Ta dùng bảo toàn phosphor để suy ra mol của axit phosphoric. Do B2O5 có 2 phosphor nên mol phosphor là 0,015 x 2 là 0,03. Đó cũng chính là mol của axit phosphoric. Mol NaOH là 0,08. Từ đó dễ thấy tỷ lệ T là 8/3, lớn hơn 2, bé hơn 3. Tới đây nếu ta tính theo từng múi để có được khối lượng sẽ chậm hơn cách giải tính theo các ion có trong dung dịch sau phản ứng. Các ion có trong dung dịch sau phản ứng ta có thể giải bằng bảo toàn điện tích hoặc giải trên dựa trên phản ứng trung hòa. Thí dụ ở đây thì sẽ giải trên dựa trên phản ứng trung hòa của H cộng và OH trừ. Axit phosphoric có số mol 0,03, như vậy mol H cộng sẽ là 0,09, trong khi mol OH trừ là 0,08. Như vậy dung dịch sau phản ứng chắc chắn có H cộng 0,01 mol. Có ion Na cộng giống như ban đầu 0,08 mol và ion B43 trừ cũng giống như ban đầu 0,03 mol. Tổng khối lượng của các ion này cũng chính là khối lượng của muối cần tìm. Cụ thể, khối lượng của hiro là 0,01, khối lượng của natri là 0,08 x 23, khối lượng của gốc BO4 là 0,03 x 95, ta được 4,7 gram ở đáp án A. Câu số 5. Hòa tan hết 0,15 mol B2O5 vào 200g dung dịch H3B4 9,8%, thu được dung dịch ít. Cho ít tác dụng hết với 750ml dung dịch NaH1m, thu được dung dịch Y. Khối lượng muối có trong dung dịch Y là. Cho đề bài, sau khi hòa tan B2O5 vào trong dung dịch H3B4, ta được dung dịch ít có tổng mol H3B4 được cung cấp từ B2O5 và từ H3B4 đang có. Dung dịch này sẽ tác dụng với 3 giờ. Ta sẽ lập tỷ lệ T để biết tạo ra các muối tương ứng, và bài này ta sẽ giải dựa trên tỷ lệ T do yêu cầu của đề bài là tính cụ thể ra từng muối. Về số liệu cụ thể như sau. Mol B2O5 0,15 tương ứng sẽ tạo ra được axit phosphoric số mol 0,3. Số mol H3B4 đang có trong dung dịch ta tính được 0,2 mol. Số mol NaOH là 0,75. Như vậy, tỷ lệ T lấy 0,75 của OH trừ chia mol H3B4 là 0,3 của axit mới vừa tạo ra và 0,2 của axit đang có, tổng là 0,5. Ta được kết quả 1,5. 1,5 nằm giữa 1,2 và là trung bình cộng của 1,2. Nên việc tạo ra muối thế một lần và muối thế hai lần sẽ có số mol bằng nhau. Hoặc cách giải bình thường, ta sẽ giải hệ theo bảo toàn phosphor và bảo toàn natri. Mol phosphor trong hai muối là X cộng Y là 0,5 và mol natri trong hai muối là X cộng 2Y bằng 0,75. Giải ra sẽ có được X bằng Y bằng 0,25. Từ đó nhanh chóng tính được khối lượng của từng muối. Với muối natri dihydrophosphate lấy số mol 0,25 nhân M lớn natri là 23 và gốc H2BO4 là 97. Với muối thứ hai natri hydrophosphate lấy số mol 0,25 nhân M lớn của Na2 là 46 cộng gốc H2BO4 là 96, ta được kết quả 30g và 35,5 gram.
tương ứng với đáp án B. Như vậy, trong bài này do việc tính ra chi tiết khối lượng từng muối nên việc giải theo tỷ lệ T và đặc ẩn lập hệ là phù hợp hơn là việc giải tính khối lượng chung của các muối theo phản ứng trung hòa hoặc bảo toàn điện tích. Câu thứ 6. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gram phosphor trong oxy dư. Toàn bộ sản phẩm sinh ra cho vào 500ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,4m và KOH 0,6m. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch ít. Tổng khối lượng các muối có trong dung dịch ít là. Biến đổi của bài toán có thể được tóm tắt như sau cho ta dễ hình dung. Phosphor sau khi đốt trong oxy dư sẽ thành B2O5. B2O5 cho vào dung dịch 3 giờ sẽ thành H3B4, như vậy bản chất cũng là phản ứng của H3B4 với các dung dịch 3 giờ để tạo ra các muối tương ứng. Về số liệu cụ thể, mol phosphor là 0,2, như vậy sau này tạo ra H3B4 cũng 0,2 mol, ta biết được bằng bảo toàn phosphor. Mol NaOH là 0,2 và mol KOH là 0,3. Như vậy ta có tổng mol OH trừ là 0,5. Tới đây do đề bài yêu cầu tính tổng khối lượng các muối mà không phải tính từng muối riêng lẻ, nên cách làm thích hợp là bảo toàn điện tích hoặc dùng phản ứng trung hòa để tìm số mol của các ion có trong dung dịch sau phản ứng. Thì tổng khối lượng của các ion đó là tổng khối lượng của các muối mà đề bài yêu cầu ta cần tìm. Cụ thể, quan sát H cộng và OH trừ, axit phosphoric 0,2 mol, như vậy ta có H cộng sinh ra sẽ là 0,6. Trong khi số mol OH trừ từ 2-3 giờ chỉ là 0,5. Như vậy dung dịch sau phản ứng sẽ có H cộng là 0,1. Tiếp theo, dung dịch vẫn còn các ion Na cộng và K cộng với số mol ban đầu, Na cộng là 0,2. K cộng là 0,3. Ion BO4 3 trừ vẫn như ban đầu bằng phosphor là 0,2. Tới đây ta thấy dễ dàng tính được khối lượng của các ion. Cụ thể, khối lượng H cộng là 0,1 nhân 1. Khối lượng natri là 0,2 nhân 23. Kali là 0,3 nhân 39. Gốc phosphat là 0,2 nhân 95. Tổng của các số hạng này ta được kết quả 35,4 gram. Đáp án C phù hợp. Như vậy trong bài này hay là những bài yêu cầu tính khối lượng của các muối, tổng khối lượng, không cần chỉ rõ loại muối, thì ta sẽ giải bằng phản ứng trung hòa, sẽ nhanh chóng có kết quả. Câu 7. Cho hợp ít gồm 0,15 mol B2O5, 0,15 mol K2O, 0,1 Na2O vào nước, thu được dung dịch Y chứa m gam muối, giá trị m là. Về phản ứng ta thấy cho B2O5 vào trong dung dịch, vào trong nước sẽ tạo ra H3B4. Các oxit bazơ K2O, Na2O vào nước sẽ tạo ra các bazơ tương ứng, nên bản chất phản ứng là phản ứng của axit phosphoric với dòng OH trừ để tạo ra muối. Về số liệu, B2O5 0,15 mol sẽ tạo ra axit phosphoric là 0,3 mol. Chất bazơ K2O và Na2O cho dòng nước sẽ tạo ra ion OH trừ có tổng số mol được tính theo quan hệ quá trị như sau. Ở đây ta cần lưu ý K2O và Na2O. Na2O là các chất có quá trị 2, trong khi OH trừ có quá trị 1. Nên mol K2O 0,15 sẽ tạo ra mol OH trừ là 0,15 nhân 2 chia 1, ta được 0,3. Mol Na2O 0,1 sẽ tạo ra OH trừ là 0,1 nhân 2 chia 1, ta được 0,2. Như vậy tổng mol ion OH trừ là 0,5. Trong khi mol H cộng là 0,3 nhân 3 là tới 0,9 lần. Như vậy dung dịch sau phản ứng sẽ có mol H cộng còn dư. Lấy tổng H cộng 0,9 trừ 0,5 của OH trừ còn 0,4 mol. Tiếp tục là các ion dương kim loại Na cộng và K cộng. Na cộng như ban đầu là 0,1 nhân 2.
K cộng như ban đầu là 0,15 nhân 2 được 0,3. Và ion Bo4 giống như H3V4 là 0,3 mol. Từ đó ta có biểu thức tính khối lượng của 4 ion có trong dung dịch. Của H là 0,4, của natri là 0,2 nhân 23, của kali là 0,3 nhân 39, của Bo4 là 0,3 nhân 95. Kết quả ta được 45,2 ở đáp án A. Bây giờ chúng ta sang dạng thứ 3 của bài toán axit phosphoric với 3 giờ. Trong dạng này đề bài sẽ cho thiếu số mol của một trong hai chất tham gia phản ứng ban đầu, là ta sẽ không biết số mol của axit hoặc không biết số mol của ion hóa trường. Đề bài sẽ thông báo số liệu về muối hoặc chất rắn sau phản ứng. Đây là dạng mà ta sẽ không lập được tỷ lệ T. Do đó, việc giải dạng này phần lớn sẽ dựa vào bảo toàn điện tích hoặc dựa vào phản ứng trung hòa mà ta đã thực hiện ở hai dạng trên. Bây giờ ta sẽ bắt đầu với câu đầu tiên. Câu số 8. Lấy V ml dung dịch H3V4 35%, D bằng 1,25 gram trên ml, đem trộn với 100 ml dung dịch KOH2M, thu được dung dịch X có chứa 14,95 gram hỗn hợp hai muối K3BO4 và K2HBO4. Giá trị của V là... Đây là bài toán mà ta thấy chưa có mol của axit nên ta không lập được tỷ lệ T. Đề bài đã thông báo mol của các muối sinh ra. Như vậy, việc nhận định giải, việc tìm mol cụ thể của các muối sinh ra sẽ giúp ta biết được mol phosphor, từ đó sẽ biết được mol của axit phosphoric. Cụ thể, có thể dùng bảo toàn kali để tìm mol của từng muối. Và sau khi biết mol từng muối, ta sẽ dùng bảo toàn phosphor để tìm mol axit phosphoric. Về số liệu, ta có mol của KOH là 0,2. Ta đặt X là mol của muối K2HBO4, Y là mol của muối K3BO4. Ta có phương trình bảo toàn kali và phương trình bảo toàn khối lượng hỗn hợp hai muối như sau. Mol kali muối thứ nhất là 2X, mol kali muối thứ hai là 3Y và tổng là bằng mol KOH 0,2. Khối lượng muối thứ nhất lấy X nhân M lớn là 174. Khối lượng muối thứ hai lấy Y nhân M lớn là 212. Ta được 14,95. Giải hệ này được X bằng 0,025, Y bằng 0,05. Như vậy, tổng mol hai muối X cộng Y cũng chính là mol phosphor, mol axit phosphoric 0,075. Tới đây ta sẽ dùng công thức VCD để tìm ra thể tích dung dịch. Như vậy, thể tích dung dịch sẽ lấy số mol đang có 0,075 nhân 100 nhân M lớn của axit phosphoric 98, chia C phần trăm là 35 và chia D 1,25. Ta được kết quả 16,8 ml ở đáp án D. Câu số 9. Cho 100 ml dung dịch NaH4m tác dụng với 100 ml dung dịch H3B4M, thu được 25,95 gram hai muối. Giá trị của A là... Trong bài này ta thấy ta biết được mol của bazơ nhưng không biết được mol axit nên cũng không lập được tỷ lệ T. Đề bài thông báo sinh ra hai muối như vậy, hả, tạo ra hỗn hợp muối thì chắc chắn đó là hỗn hợp các muối axit, tức là sau dung dịch sẽ có hiro. Do đó, việc nhận định về phương pháp giải như sau: ta sẽ dùng bảo toàn điện tích để tìm mol của các ion sau phản ứng, và khối lượng y các ion sau phản ứng chính là khối lượng của hai muối. Cụ thể về số mol, ta có mol của NaOH là 0,4, mol của H3B4 là 0,1A. Dung dịch sau phản ứng sẽ có các ion. Đầu tiên là ion H cộng, sau đó là ion Bo4 3 trừ và Na cộng như ban đầu. Về số liệu, ion Na cộng có số mol là 0,4 bằng với số mol của NaOH.
Ion Bo43 trừ có số mol là 0,1A bằng số mol của H3Bo4. Còn ta sẽ tìm mol của ion H cộng dựa vào bảo toàn điện tích. Tổng mol điện tích âm là 0,1A nhân 3, trong khi điện tích dương của Na cộng là 0,4. Như vậy phần còn lại là của H cộng, tức là mol của ion H cộng sẽ là 0,1A nhân 3 và trừ cho 0,4. Tiếp theo ta sẽ phân tích khai triển phương trình khối lượng của các ion chính là khối lượng của hai muối. Cụ thể khối lượng của H cộng là 0,1A nhân 3 trừ 0,4. Khối lượng của Bo43 trừ là 0,1A nhân 95. Khối lượng của Na cộng là 0,4 nhân 23 thì ta được tổng khối lượng là 25,95. Biểu thức này giúp ta tìm ra được A bằng 1,75, phù hợp với đáp án B. Như vậy với đề bài cho hỗn hợp các muối phía sau thì việc giải bằng phản ứng trung hòa hoặc giải bằng bảo toàn điện tích sẽ phù hợp hơn lập tỷ lệ T với những bài không đập lập được tỷ lệ T như dạng thứ ba này. Câu số 10 cho 2,13 gram B2O5 tác dụng hết với V-milic dung dịch NaH1m. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch ít chỉ chứa 4,48 gram muối. Giá trị của V là, trong bài này quan sát ta thấy biết số mol B2O5, tức biết số mol của axit phosphoric, trong khi chưa biết số mol bazơ, và đề bài thông báo khối lượng của muối sinh ra. Do đó việc nhận định về phương pháp giải tương tự như câu chính ta vừa làm, tức ta sẽ dùng bảo toàn điện tích để tìm mol các ion sau phản ứng và khối lượng muối là khối lượng của các ion. Cụ thể về số liệu, mol của B2O5 là 0,015, từ đó tính được mol của H3B4 là 0,03, mol NaOH là V. Giả sử dung dịch sau phản ứng có ion H cộng, tức là với trường hợp như ta đã khảo sát trên phần lý thuyết là đa số trường hợp xảy ra sẽ có ion H cộng, ion Bo43 trừ và ion dương kim loại natri. Trong đó ion Na cộng là V mol, ion Bo43 trừ bằng H3B4 0,03, và ta sẽ tính ion H cộng dựa vào bảo toàn điện tích. Lấy tổng điện tích âm là 0,03 nhân 3 trừ điện tích dương của Na cộng là V nhân 1, thì đó là mol của ion H cộng. Sau khi có mol của các ion, ta sẽ khai triển phương trình khối lượng các ion, đó cũng chính là phương trình khối lượng của muối. Cụ thể khối lượng của H cộng là 0,09 trừ V, khối lượng của Bo4 là 0,03 nhân 95, khối lượng của natri là không là V nhân 23, thì ta được tổng 4,48. Giải phương trình này ta được V bằng 0,07 lít hay 700 ml ở đáp án C. Câu 11 cho m gam B2O5 vào 1 lít dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2m và KOH 0,3m, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch ít. Cô cạn cẩn thận ít thu được 35,4 gram hỗn hợp muối khang. Giá trị của m là, về nhận định phương pháp giải cũng giống như hai bài vừa rồi, ta sẽ dùng bảo toàn điện tích để tìm mol của các ion sau phản ứng và khối lượng muối sẽ là khối lượng của các ion. Cụ thể về mặt số liệu, mol của B2O5 là m trên 142, như vậy mol phosphor sẽ là 2m trên 142, đó chính là mol của H3B4. 2,3 giờ NaOH và KOH có số mol tương ứng là 0,2 và 0,3. Ta cũng sẽ làm trường hợp giới phổ biến với các dung dịch, đó là hỗn hợp muối sau này sẽ có chứa muối axit, nhưng trong bài này đề bài đã nói chắc chắn là thu được hỗn hợp muối khang, như vậy chắc chắn sẽ có muối axit,
nên dung dịch sau phản ứng sẽ có ion H cộng, ion B43 trừ và hai ion dương kim loại. Về số liệu, ion Na cộng có số mol là 0,2, K cộng có số mol là 0,3, B4 bằng với H3B4 là 2m/142. Và tương tự, ta cũng sẽ dùng bảo toàn điện tích để tìm mol H cộng. Cụ thể, mol H cộng lấy tổng mol điện tích âm là 2m/3/142 và trừ cho hai điện tích dương của Na cộng và K cộng là 0,5. Đó chính là mol điện tích dương còn lại của H cộng. Tiếp theo, ta cũng sẽ phân tích phương trình khối lượng của các ion là phương trình khối lượng của muối. Khối lượng của H cộng là 6m/142 trừ 0,5. Khối lượng của B43 trừ là 2m/142 nhân 95. Khối lượng của Na cộng là 0,2 nhân 23, của K cộng là 0,3 nhân 39. Ta được tổng khối lượng là 35,4. Giải phương trình này ta được M bằng 14,2, phù hợp với đáp án D. Câu 12. Cho ít gam B2O5 tác dụng hết với 338ml dung dịch NaH4m. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 3 ít gam chất rắn. Giá trị của ít là. Phương pháp giải cũng tương tự như những bài trên. Ta sẽ dùng bảo toàn điện tích để tìm mol của các ion sau phản ứng. Và khối lượng muối sẽ là khối lượng của các ion. Cụ thể, số mol của B2O5 là X/142. Như vậy, số mol của axit phosphoric là 2X/142 theo bảo toàn phosphor. Số mol NaOH là 0,338 nhân 4 được 1,352 mol. Đến đây ta sẽ xem xét việc tồn tại của các ion sau phản ứng để tìm xem dung dịch sau phản ứng có ion gì. Trong đề bài đưa ra là B2O5 tác dụng hết với NaOH. Như vậy có nhiều khả năng là NaOH còn dư. Tiếp theo, dự kiện người ta nói thu được 3 ít gam chất rắn chứ không phải là 3 ít gam hỗn hợp muối, nên nhiều khả năng là không có muối axit sinh ra và chỉ có muối trung tính và baza dư. Nên ta sẽ làm theo hướng như vậy. Tức là dung dịch có ion hóa trừ, có ion BO4 và Na cộng. Cụ thể, mol Na cộng là 1,352 bằng với mol của NaOH. Mol của BO43 trừ là 2X/142 bằng với H3BO4. Mol của hóa trừ ta sẽ tính bằng bảo toàn điện tích, lấy tổng điện tích dương là 1,352 trừ điện tích âm của BO4 là 2X/3/142, tức là 6X/142. Tiếp theo ta sẽ khai triển phương trình khối lượng chất rắn. Khối lượng của OH trừ lấy số mol là 1,352 trừ 6X/142 nhân M lớn của OH trừ là 17. Khối lượng của BO43 trừ là 2X/142 nhân M lớn 95. Khối lượng của natri là 1,352 nhân 23 bằng khối lượng chất rắn 3X. Giải phương trình này sẽ được X bằng 22,72 gam. Như vậy, việc nhận định dung dịch sau phản ứng có ion OH trừ là hợp lý. Chúng ta quay lại với câu 12. Ta vừa giải câu 12 với việc nhận định các ion trong dung dịch sau phản ứng có ion OH trừ bằng nhận định chủ quan. Tuy nhiên, ta cũng có thể có cách để nhận định sự tồn tại của các ion trong dung dịch sau phản ứng là chính xác là những ion nào để có thể khai triển khối lượng chất rắn. Ở đây ta lấy thời điểm T bằng 3 làm chuẩn. Tại với thời điểm T bé hơn 3 sẽ tạo ra muối axit và T lớn hơn 3 thì không có muối axit. Như vậy, ở thời điểm T bằng 3, hai mol NaOH bằng 3 lần mol của axit phosphoric. Ở đây ta biết mol NaOH là 1,352
Vậy suy ra mol H3B4 lấy 1,352 nhân 1 chia 3. Biết mol H3B4, ta sẽ suy ra mol B2O5. H3B4 có 1 phospho, trong khi B2O5 có 2 phospho. Tức mol B là 1,352 chia 3, nên chất B2 có số mol là 1,352 chia 3 rồi chia 2, tức mol B2O5 là 1,352 chia 6. Tiếp theo sẽ ra được khối lượng của B2O5 là 31,99 gam. Đây là khối lượng B2O5 cần thiết để tác dụng vừa đủ với axit dưới 3 giờ để tạo ra muối trung hòa. Quan sát cá đá bán, ta thấy lượng B2O5 trong cá đá bán đều bé hơn 31,99. Như vậy, lượng B2O5 trong đề bài không đủ để tạo ra muối axit, nên phản ứng này chỉ tạo ra muối trung hòa và ba giờ dư. Đó là cách nhận định để biết được chính xác các ion sinh ra sau phản ứng. Tới đây ta sẽ sử dụng kỹ năng nhận định sự tồn tại của các ion sau phản ứng để giải quyết câu 13 như sau. Đốt cháy hoàn toàn Mg phosphor rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch chứa 0,15 mol KOH. Sau khi các phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được M cộng 9,72 gram chất rắn khan. Giá trị M là. Phương pháp giải chính là sẽ nhận định khả năng tạo ra muối hay là khả năng tạo ra các ion trong dung dịch sau phản ứng. Về số liệu cụ thể, mol của phosphor là M/31, đó cũng chính là mol của H3B4 sinh ra. Mol KOH là 0,15. Ta sẽ khảo sát hay là kiểm tra tại thời điểm T bằng 3, hai mol KOH bằng 3 lần mol của axit. Do KOH có số mol 0,15 nên mol axit phosphoric là 0,05. Đó cũng chính là mol phosphor. Từ đó ta tính được khối lượng phosphor, lấy 0,05 nhân 31 được 1,55. 1,55 là khối lượng phosphor cần dùng để tạo ra muối trung hòa K3B4 ở thời điểm T bằng 3. Quan sát cá đá bán, ta thấy giá trị 1,55 phần lớn là bé hơn các giá trị có trong đáp án, tức là trong đáp án đang đưa lượng phosphor lớn hơn nên lượng phosphor dư, do đó sẽ tạo ra muối axit. Do đó mà trong dung dịch sau phản ứng chắc chắn có ion H cộng, ion B4 3 trừ và ion K cộng. Số liệu cụ thể, ion K cộng là 0,15. Mol của B4 3 trừ bằng mol của H3B4 là M/31. Ta tìm mol H cộng dựa vào bảo toàn điện tích. Tổng điện tích âm là 3M/31. Trừ cho điện tích dương của kali là 0,15, đó chính là mol của H cộng. Phương trình khối lượng của các muối được khai triển như sau: mol của H cộng hydro là 3M/31 trừ 0,15, cộng cho khối lượng của B4 với số mol M/31 nhân M lớn của gốc B4 95, và khối lượng của kali là 0,15 nhân 39. Ta được khối lượng chất rắn này là M cộng 9,72. Giải ra được M bằng 1,86, phù hợp với đáp án A. Ta sẽ tiếp tục phương pháp giải như trên cho câu 14. Cho M gam NH vào dung dịch chứa 0,04 mol H3B4. Sau phản hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 1,22 mg chất rắn khan. Giá trị M gần nhất với giá trị nào trong đáp án? Phương pháp giải của chúng ta cũng là nhận định khả năng tạo muối hay tạo ra các ion trong dung dịch sau phản ứng trên cơ sở xét thời điểm tại T bằng 3, 2 mol 3 giờ NaOH bằng 3 lần mol của H3B4. Ở đây theo đề bài mol H3B4 là 0,04.
Như vậy tại thời điểm T bằng 3 cần mol 3 giờ gấp 3 lần là 0,12 mol. Và ta tính ra khối lượng NaOH tương ứng là 4,8 gram. Quan sát các đáp án thấy 4,8 bé hơn đáp án A và đáp án C. Tức nếu chọn đáp án A hoặc đáp án C thì dung dịch sau phản ứng chỉ có muối trung hòa và 3 giờ dư. Tài lượng 3 giờ trong đáp án A và đáp án C lớn hơn số 4,8 là giá trị cần thiết để tạo ra muối trung tính. Ngược lại, nếu chọn đáp án B hoặc đáp án D thì sẽ tạo ra muối axit. Đây là bài mà hai đáp án A cân bằng nhau, tức là có hai đáp án có khả năng tạo ra muối axit và có hai đáp án tạo ra muối trung tính, nên ta phải làm với cả hai trường hợp. Một nhận định cảm tính là do đề bài thu được chất rắn mà không nói rõ là muối nên có nhiều khả năng là 3 giờ dư. Nên với nhận định cảm tính này, ta sẽ làm trên cơ sở có 3 giờ dư. Do đó dung dịch sau phản ứng sẽ có các ion OH trừ, BO43 trừ và Na cộng. Mol của Na cộng bằng mol của NaOH là M trên 40. Mol của BO4 bằng của H3BO4 0,04. Và mol của OH trừ dựa vào bảo toàn điện tích, ta lấy tổng điện tích dương là M trên 40 trừ điện tích âm là 0,04 nhân 3, đó là mol của ion OH trừ. Như vậy, phương trình khối lượng chất rắn được biểu diễn như sau. Khối lượng của OH trừ lấy số mol là M trên 40 trừ 0,12 nhân tất cả nhân cho 17. Khối lượng BO4 là 0,04 nhân 95. Khối lượng của natri là M trên 40 nhân cho 23 thì bằng 1,22 M. Giải phương trình này ta được x bằng 8 hay là M bằng 8. Từ đó đáp án A phù hợp. Câu 15. Cho em mg B2O5 tác dụng với 253,5 ml dung dịch NaOH 2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 3 mg chất rắn khang. Giá trị M là. Trong câu này ta cũng sẽ sử dụng kỹ thuật tương tự như các bài vừa làm để tìm được giá trị cần tìm. Đó là nhận định khả năng tạo ra muối hay tạo ra các ion trong dung dịch sau phản ứng bằng cách kiểm tra tại thời điểm T bằng 3 hay mol 3 giờ NaOH bằng 3 lần mol của axit phosphoric. Cụ thể số mol 3 giờ NaOH là 0,507. Như vậy mol axit phosphoric bằng cách lấy 0,507 nhân 1 chia 3 ta được 0,169 mol. Dùng bảo toàn phát pho, ta sẽ tính được mol B2O5 bằng phân nửa của 0,169 là 0,0845 mol. Và lấy giá trị này nhân 142 là M lớn của B2O5, ta được khối lượng B2O5 là 11,99 gram. Đây là khối lượng B2O5 cần thiết để tác dụng với 3 giờ NaOH tạo ra muối trung hòa. Quan sát các đáp án ta thấy 11,99 phần lớn là lớn hơn các giá trị đáp án, lớn hơn giá trị của 3 đáp án. Như vậy các đáp án đều nhỏ hơn giá trị này, tức là B2O5 không đủ để phản ứng tạo ra muối trung hòa, hay B2O5 thiếu nên không tạo ra được muối axit, chỉ có muối trung tính. Do đó mà dung dịch sau phản ứng sẽ có ion OH trừ, BO43 trừ và Na cộng. Cụ thể về số liệu, mol Na cộng là 0,507. Mol của BO43 trừ bằng 2 lần mol của B2O5. Mol B2O5 là M trên 142. Trong khi chất này có 2 phosphor nên mol phát pho là 2M trên 142. Dùng bảo toàn điện tích, tổng điện tích dương là 0,507 trừ điện tích âm của BO43 trừ là 6M trên 142. Đó chính là mol của ion OH trừ.
Tiếp theo ta sẽ khai triển phương trình khối lượng chất rắn gồm khối lượng của OH trừ là 0,507 trừ 6m trên 142 nhân 17 cộng khối lượng của BO43 trừ là 2m trên 142 nhân 95 cộng khối lượng của natri là 0,507 nhân 23, tổng khối lượng là 3m. Giải phương trình này cho được m bằng 8,52, phù hợp với đáp án C. Đến đây thì đã giới thiệu xong ba dạng toán của H3BO4. Hy vọng các em sẽ xem lại nhiều lần để nắm vững, nhất là ở dạng thứ ba. Thân ái chào các em.